Lục Linh Giáo Phúc Sen xin kính chào các bác. Hôm nay là ngày 18 tháng 6 năm 2022. Em sẽ lên tiếp một cái video ngắn gọn và đơn giản để giới thiệu về những con dao của làng nghề Phúc Sen, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng nhé. Hôm nay em có 8 con dao các bác ơi, bao gồm những con dao chặt gà vịt này, thái lọc này, đấy, và có cả một cái con mèo mini nữa. Trước khi giới thiệu chi tiết từng con thì em xin được giới thiệu qua về cách thức mua hàng và thông tin chung. Bác nào đã mua của nhà em rồi thì mình có thể tua ngay đến phần giới thiệu dao nhé. Bác nào lần đầu tiên ghé kênh của em thì chúng ta có thể nán lại nghe một chút. Đầu tiên là về địa chỉ bán hàng, em ở thành phố Cao Bằng ạ. Số điện thoại để các bác kết nối Zalo và gọi điện chốt đơn đó chính là 0981 583 598. Em chuyên bán các loại dao bếp và dao đi rừng nhé. Rồi bây giờ thì những cái con dao này em có bảo hành 1 năm nếu mà các bác dùng phát sinh lỗi do nhà sản xuất. Và cái thứ hai là các bác sẽ được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Đấy, và cái những cái mặt hàng này em lấy không lấy của một xưởng nào cả mà em lấy từ nhiều xưởng, thế nên các bác yên tâm là mình sẽ được trải nghiệm những cái mẫu dao tốt nhất và đẹp nhất. Đấy, bây giờ thì em sẽ giới thiệu qua nhé. Những con này thì chưa bao gồm phí vận chuyển. Các bác cộng thêm 30.000 một đơn giúp em. Phí ship toàn quốc ạ, phí chung luôn nhé. Các bác mua một con hay 10 con thì em cũng chỉ lấy phí ship 30.000 thôi. Còn nhiều hơn thì em sẽ bù vào. Đầu tiên, đây ạ, số 1 và số 2. Em giới thiệu từ trái qua phải. Em có hai cái con dao chuyên chặt xương. Một con chuyên chặt gà vịt và một con chuyên chặt xương nhé. Đây, nhìn kết cấu thì các bác có thể thấy là nó khá là giống nhau. Đây, đây là hai con cán ốp này các bác này. Có đinh đồng nhá, nhưng mà tuy nhiên con số 1 thì nặng 600g. Còn con số 2 thì nặng 800g. Kết cấu nó khá là giống nhau, chỉ là một con nó cong hơn và vát hơn thôi ạ. Đấy, con số 1 em đang cầm đây. Đây, có cái hoa văn ở mặt này. Và mặt này cũng như vậy luôn ạ. Và cái cán đặc biệt là nó thiết kế cong cong như thế, để khi mà các bác cầm chặt ý, mình sẽ cầm rất là đầm tay nhá. Bác nào thích dòng cán ốp thì có thể chọn cái con này, chặt gà vịt và băm thịt chặt nhẹ được. Nặng 600g thôi, nhưng mà dày 5 ly nha các bác. Đấy, con này em bán 280.000 ạ. Tiếp đến cũng là 280.000, nhưng mà con này thì nặng 800g. Đấy, chuyên để chặt xương. Các bác chặt những cái xương to ấy, nó nặng hơn 200g thì mình ưu tiên mình chặt những cái xương to, xương khó chặt giúp em nhé. Đấy, cũng là cán ốp này, nhìn nó khá là giống nhau đúng không ạ? Đấy, nhưng mà tuy nhiên con số 1 nó sẽ vát cong hơn. Đấy, các bác nhìn này. Cái lưng của số 1 nó nhọn hơn nhé, và nó cong hơn. Còn con số 2 nó nặng hơn. Con này thì em bán 280.000. Đấy, các bác thích lấy số 1 hay số 2 đều được nhé. Con này nó cũng dày 5 ly. Cái chiều dài lưỡi dao vào 25cm các bác ạ. Đấy, và khoảng tầm đấy là vì hàng làm thủ công nên là nó cũng sẽ không được chuẩn chỉnh hết từng cm một. Đấy, còn cái con mỏng hơn, em có con lọc cong. Đây, lọc cong các bác có thể vừa lọc vừa thái nhé, rất là tiện. Đây, một mặt thì sẽ có để đen truyền thống ạ, có dấu Phúc Sen này các bác này. Còn cái này thì sẽ để hoa văn, nhưng mà hoa văn ở đây thì không có cái hoa văn nào giống nhau hết. Đây các bác nhìn này, rất là đa dạng luôn. Những cái hoa văn này ạ, mỗi con sẽ đẹp một kiểu nhé. Con này thì các bác chuyên để thái và lọc. Đấy, tại vì cái mũi nó rất là cong đấy ạ. Con này thì một dạo em bán rất đắt hàng đấy ạ. Lọc cong này thì em bán 250 nhé. Đây, 250 con lọc cong này các bác. Dày 2 ly và nặng 200g. Rất là mỏng và nhẹ luôn. Đấy, nó hay còn gọi là dao chữ S đấy ạ. Đây là mã số 3. Đấy, em vừa giới thiệu qua 3 mã này. Tiếp đến em nói qua mã số 4 nhé. Đây, số 4 này các bác. Số 4 là một cái con lọc, nhưng mà nó là bầu lọc. Em gọi là bầu lọc tại vì cái bụng của nó to. Đấy, cũng là cái chức năng như thế ạ. Thái được, lọc được. Đó, nhưng mà chúng ta thấy là cái kiểu dáng của nó sẽ truyền thống hơn. Cái mũi nó rất là nhọn và thẳng này các bác. Dày cũng 2 ly nhưng mà nặng 300g. Đây là con số 4 nhá, nặng 300g. Mỗi con em sẽ để một cái thứ tự, để khi mà các bác gọi điện chốt đơn ý, mình sẽ bảo là anh muốn lấy con số 3 hoặc là con số 4 của ngày 18 chẳng hạn, thì em sẽ dễ tìm hàng hơn. Tại vì cái tần suất em lên video khá là nhiều. Chiều dài của con này vào 23cm nhá. Cái bụng nó rộng 6,5cm. Con này thì em bán 220. Đấy, 220.000. Có hai cái đinh đồng này các bác này, khâu chốt đồng, đây là dòng cán tra. Còn các bác thích lọc cán ốp thì là con này 250. Đó, kết cấu của nó khác nhau như này, nhưng mà chức năng thì giống nhau. Con này thì mang đậm tính truyền thống hơn, hai mặt sẽ để đen và cái kiểu của nó thì đã có từ lâu rồi. Còn cái kiểu chữ S này thì mới thôi.
Đó, đây là mã số 4 nha các bác. Bầu lọc. Tiếp đến ạ, em nói qua con số 5. Số 5 này là một con mèo mini. Mèo mini này thì em thấy nó khá là đa năng. Các bác có thể mang đi rừng được này, mang đi câu, đi phượt. Hoặc là nếu mà mình làm bếp thì mình mang để thái nhé các bác ơi. Con mèo mini này các bác mang để thái. Nó dày 4 đến 5 ly. Đấy, độ nặng của nó là cũng rơi vào 300 gram đấy ạ. Khoảng 300 gram. Đấy, có hai cái đinh đồng rất là tròn này. Có quả lỗ treo dao. Cái này thì chưa có vỏ đâu. Các bác muốn làm vỏ da hoặc vỏ gỗ cầm chỉ cũng được. Nhưng mà tuy nhiên dạo gần đây thợ đang thiếu, thế nên làm sẽ hơi lâu đấy ạ. Đây, con này bé bé nhọn nhọn như này các bác có thể dùng vào cái mục đích nào mình cảm thấy phù hợp nhé. Con mèo mini này em bán 170.000 ạ. Đấy, 170.000 mã số 5. Rồi, tiếp theo em qua mã số 6 này. Số 6 là một con chặt gà vịt phiên bản truyền thống. Em gọi là phiên bản truyền thống vì cái này thì các bác có thể bắt gặp ở rất là nhiều nơi. Cái mẫu dao này, đây ạ, mũi vuông này và cán tra. Đây là những cái kiểu cơ bản và có mặt sớm nhất của làng nghề Phúc Sen. Đấy, cái làng nghề thì đã có lâu đời rồi, có trên khoảng 200 năm về trước rồi đấy ạ. Rất là truyền thống, và để làm được những cái con dao đẹp như này thì mất rất nhiều công sức của người thợ, hay còn được gọi là những người nghệ nhân đấy ạ. Đây, cái con này em đang giới thiệu cho các bác đó chính là con số 6 nhé. Con dao số 6 này thì chuyên để chặt gà vịt thôi. Đấy, nhưng mà tuy nhiên thì một mặt sẽ mài sáng này các bác này, một mặt mài sáng và một mặt cũng có hoa văn. Những cái vết búa độc rèn vẫn còn in ở trên mặt dao luôn đấy ạ. Khi mua dao mà các bác sẽ được bảo hành nữa. Với cái giá thành này thì em thấy so với những cái shop khác thì shop em bán khá là vừa tiền, không quá đắt. Đấy, con chặt gà vịt này em bán 250 nhá. Nó cũng sẽ nặng tầm khoảng 500 đến 600 gram. Con này em quên mất là em chưa đo thông số và độ dày của nó sẽ vào 5 ly nhé các bác. Chặt rất là đầm tay. Đó, đây là mã số 6 ạ. Tiếp đến em nói qua số 7, một con dao đề ba. Con này thì các bác có thể vừa chặt vừa thái được, nhưng mà tuy nhiên chặt nhẹ thôi. Các bác chặt nhẹ nhé, cái này nó sẽ có hai chức năng. Đấy, tiện tay các bác thái luôn cũng được, nhưng mà nếu mà để thái nhiều hoặc là thái những cái gì mỏng ấy thì các bác dùng những cái con chuyên thái đây, những cái con chuyên thái này này. Chuyên thái và lọc này nó sẽ tiện hơn. Còn cái con này là chúng ta có hai chức năng chính, nhưng mà nó ở giữa cái tầm vừa thái vừa lọc ấy ạ. Đấy, nó sẽ ở cái giữa giữa đấy nhá. Dao đề ba này thì em bán 250.000. Nó cũng sẽ dày như những cái con chuyên chặt ấy, 4 đến 5 ly và nặng 500 gram, khoảng 400 đến 500 gram nhá. 250.000 ạ. Và cuối cùng là con dao cá. Dao cá này thì lúc mới bán ấy, lúc mới vào nghề bán dao thì em đã có rồi. Nhưng mà tuy nhiên một dạo thì em lại không có đặt làm nữa. Đây, bây giờ mới lại có đây các bác. Dao cá này cũng chuyên để chặt thôi. Em gọi là dao cá vì cái bụng của nó phình to ra hơi giống cái con cá. Đây ạ, ở đây có 3 đinh nhá. Nhưng mà đinh này là đinh inox. Tùy từng đợt ạ, có đợt thì xưởng sẽ làm đinh đồng. Còn cái khâu chốt thì vẫn là khâu chốt đồng nhá. Đa phần những cái con dao này của em đều là làm từ gỗ cẩm chỉ ạ. Đấy, làm từ gỗ cẩm chỉ. Loại gỗ này thì được dùng ở đồ mỹ nghệ, đồ thủ công rất là nhiều luôn. Mã số 8 này là dao cá em cũng bán là 250.000. Nặng khoảng 7 lạng nhé con này ấy. Các bác xuyên để chặt gà vịt cũng được. Mẹ, kiểu dáng nó rất là tây và nhìn lạ. Cầm nó gọn lắm các bác ơi. Đây này. Bác để băm thịt cũng được nhé. Đây, hai mặt sẽ để đen. Tuy nhiên là kiểu dáng nó là kiểu mới. Nhìn rất là gọn. Nếu mà các bác muốn đặt con to hơn hoặc nặng hơn thì em cũng có nhé. Còn cái con này thì con chuyên để chặt gà vịt thôi. Đấy, thiết kế cái độ nặng vừa phải. Thế nên là em bán 250.000 con này. Đấy, hôm nay là con dao cá này cũng sẽ là cái con cuối cùng trong video hôm nay rồi ạ. Cảm ơn các bác đã chú ý lắng nghe video của em nhé. Em xin đọc lại số hotline để cả nhà cùng kết nối ạ. 0981 583 598. Rồi, video của em hôm nay đến đây là hết ạ. Em xin phép dừng ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại.